cậu khỏe hẳn rồi chứ? Anh quên tôi là thần khuyển hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Được rồi, được rồi. Mà Mực nè, cảm ơn cậu đã nhiều lần xả thân giúp tôi nha. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể đánh thắng lũ quỷ được đâu. Anh đừng khách sáo như vậy. Đó cũng là việc tôi nên làm mà. Ủa, cậu tìm gì hả? Tôi vẫn ngửi thấy mùi của lũ quỷ ở đâu đây. Nhưng mùi này lại rất khó nhận biết. Thật kỳ lạ. Chắc là cậu bị thương cho nên khứu giác chưa hồi phục hẳn đó thôi. Tôi và cậu đã tận tay diệt chúng rồi. Cậu không nhớ sao? Vậy, tôi đã xong việc. Bây giờ, tôi phải trở lại rừng đây. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi, Mực ơi, tôi nhất định sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu, tôi nhớ rồi. Đây là ngọn đuốc và ba đồ vật mà lũ quỷ để lại. Nhờ cậu gửi lại cho thần rừng giúp tôi. Tôi phải lo ôn thi nên không thể cùng cậu vào sâu ở trong rừng được. Thần rừng gửi lời cảm ơn đến anh và bảo anh cứ giữ lại những món đồ này. Sau này ắt sẽ có dịp dùng đến. Vậy tôi nhất định sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Được, thế tôi đi đây. Tạm biệt.